Rồi chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình cũng sẽ làm một món nếp. Nhưng mà nếp mình ớp với chuối. Đây là chuối sáp. Và đây là nếp mình cũng đã nấu sẵn. Chuối sáp mình sẽ cắt ra làm đôi. Và mình sẽ ướp một lớp nếp mỏng. Mình ướp như thế này rồi xong mình nướng ở trên chảo chống vít. Mình cũng chỉ cho lửa nhỏ thôi. Mình ướp với nếp nha. Thì mình sẽ cho vào ướp chảo. Mình sẽ làm nếp ướp với chuối và áp chảo. Mỏng thôi, mình không có làm dày. Chuối nướng thì người ta làm cái trái chuối nó quá to cho nên có khi chúng ta sẽ không ăn nổi. Nhưng cái cách chế biến của Kỳ Duyên mình thì mình không có làm trái chuối nó to, mà mình làm cái trái chuối nó bằng cái trái chuối của chuối sáp. Cho nên mình ướp nó, mình ướp nó chỉ gọn nếp và trái chuối thôi, mình ăn nó không có bị ngán nha mọi người. Một lát nữa mình sẽ lấy nó mỏng ra nha. Mình sẽ ép cái miếng nếp của mình nó mỏng xuống. Còn cái sạn. Chỉ trở về nữa thôi, chưa có vàng nhiều đó. Mà cho nó vàng nhiều một chút nó mới ngon nha mọi người. Rồi, những miếng nếp mình áp chảo rồi nó đã vàng. Mình tắt bếp nha các bạn. Nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn đúng không? Ở trong cái miếng nếp ướp này mình có chuối ở trong đây nha mọi người. Rồi xong một món ăn giả nữa. Đây là nếp mà mình ướp với chuối chuối sáp đã nấu sẵn rồi. Tại vì chuối nướng người ta bán, người ta ướp rất là mỏng, cho nên mình muốn ăn cho dày á, thì mình làm nhà. Nhưng mà cái này cũng không có dày nhiều đâu, nó mỏng chứ không có dày. Thì mình áp chảo chứ mình không phải nướng trên lửa giống như người ta nướng bằng than. Thì nhìn cũng rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Mọi người cũng làm xiên nha, nhìn rất là ngon. Đây mình sẽ cắt ra thử một miếng cho các bạn xem nha. Ở trong nó có chuối. Đây như thế này thì nó vừa có chuối, nó vừa có nếp mỏng thôi nhưng mà rất là ngon, rất là tuyệt vời. Mọi người cùng làm với mình nha. Chúc mọi người ngon miệng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đệ từ Đại Bi nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức với Kỳ Duyên nha. Tạm biệt.